Thu Trang và ông Việt xin được kính chào quý vị khán giả đã đến với TV Shopping, chương trình mua sắm trên truyền hình mới nhất của kênh VTC6, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, hiện nay ô nhiễm môi trường luôn là vấn đề nóng hổi được rất nhiều người quan tâm. Và một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng trở nên nghiêm trọng đó là vấn đề rác thải nhựa. Để góp phần khắc phục vấn đề này thì nhiều đơn vị đã nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường như là ống hút này, găng tay tự phân hủy. Và một trong những sản phẩm nổi bật được rất nhiều người tin dùng đánh giá cao hiện nay, chúng ta không thể không kể đến, đó chính là ống hút gạo O Chao, sản phẩm mà tôi đang cầm trên tay đây. Đây là sản phẩm được sản xuất bởi công ty cổ phần thực phẩm Hùng Hậu, thương hiệu quốc gia lần 3. Vâng, quý vị biết không, với những chiếc ống hút nhựa thông thường chứa những hạt vi nhựa li ti, và lâu dần thì những hạt siêu vi nhựa này sẽ tích tiểu thành đại, sẽ mang đến mầm bệnh cho chính chúng ta. Và việc sử dụng ống hút nhựa chứa nhiều chất độc hại thường xuyên có thể là một trong những nguy cơ làm tăng, làm phát triển tế bào ung thư, gây rối loạn dậy thì sớm và gây nên bệnh béo phì. Trong khi đó thì ống hút gạo lại vô cùng an toàn, không có siêu vi nhựa, chất bảo quản cũng như là hóa chất độc hại. Tất cả đều được làm từ những nguyên liệu tự nhiên, an toàn cho sức khỏe. Do đó mà khi sử dụng ống hút gạo với thành phần hoàn toàn tự nhiên thì người dùng có thể an tâm về chất lượng sản phẩm đối với sức khỏe của chúng ta. Một trong những lợi ích tuyệt vời của ống hút gạo O Chao mà chúng ta không thể không nhắc đến đó chính là khả năng phân hủy cao. Ở môi trường tự nhiên, mỗi ống hút sẽ tự phân hủy trong 3 tháng thay vì hàng trăm năm như ống hút nhựa bình thường. Vâng, quý vị biết không, với những chiếc ống hút nhựa thông thường chứa những hạt vi nhựa li ti, và lâu dần thì những hạt siêu vi nhựa này sẽ tích tiểu thành đại, sẽ mang đến mầm bệnh cho chính chúng ta. Trong khi đó thì ống hút gạo lại vô cùng an toàn, không có siêu vi nhựa, chất bảo quản cũng như là hóa chất độc hại. Tất cả đều được làm từ những nguyên liệu tự nhiên, an toàn cho sức khỏe. Thu Trang biết không, khi mà chúng ta nhắc đến ống hút gạo thì nhiều khách hàng tỏ ra lo ngại rằng với sản phẩm làm từ bột gạo, liệu có giữ được nguyên trạng khi sử dụng hay không? Ở đây chúng tôi có chuẩn bị một vài ly nước và ống hút đã được để từ đầu chương trình đến giờ. Và như Thu Trang và quý vị khán giả có thể thấy đây là ống hút gạo O Chao của chúng ta vẫn giữ được nguyên hiện trạng ban đầu. Bằng chứng là ngay bây giờ tôi sẽ thử nhấc ống hút trong cái cốc này ra để cho quý vị khán giả cũng như Thu Trang có thể thấy được hiện trạng của ống hút sau khi mà chúng ta để từ đầu chương trình đến giờ như thế nào nhé. Đây ạ, thưa quý vị. Đó, và như Thu Trang có thể nhìn thấy, về màu sắc, hình dáng và kích thước thì vẫn giữ nguyên hiện trạng như ban đầu. Ngoài vị dưa hấu là cốc nước ép dưa hấu này ra thì chúng ta có thể cảm nhận được một cái hương vị thoang thoảng tự nhiên, rất là thanh thanh mát mát, rất là dễ chịu và dễ uống luôn. Và đặc biệt khi đặt hàng qua TV Shopping ngày hôm nay, quý vị sẽ được giảm giá lên tới 30% với sản phẩm ống hút gạo O Chao. Vậy quý vị còn chần chừ gì nữa mà không gọi ngay vào số hotline của chương trình 0967370333 để đặt hàng ngay hôm nay nhé quý vị. Ngoài ra thì khách hàng cũng có thể dễ dàng mua sản phẩm online qua website của công ty là happyfood.vn hoặc là ochao.vn hoặc là các sàn thương mại điện tử như là Tiki, Shopee, Sendor. Hiện tại thì nhà máy đang làm việc với công suất là 100.000 ống trên một ngày. Tuy nhiên thì với sản phẩm hữu ích và tuyệt vời như thế này thì Thu Trang nghĩ rằng công suất sẽ tăng lên trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Bên cạnh sản phẩm ống hút gạo O Chao, công ty Hùng Hậu còn cung cấp thêm những sản phẩm như bún, mì, nui khô mang thương hiệu Happy Noodle được làm từ các thành phần tự nhiên và đa dạng hương vị như rong nho, mè đen, đậu nành. Với lợi thế nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ các quy định bảo vệ an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử dụng chất bảo quản khiến bạn an tâm hơn khi sử dụng cho gia đình và những người thân yêu. Các sản phẩm này cũng được giảm tới 10% khi đặt hàng qua chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Ưu đãi thì có hạn nên quý vị hãy nhanh tay gọi vào hotline của chương trình nhé. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin liên quan đến các sản phẩm tiện lợi và thân thiện với môi trường. Ngoài ra còn rất nhiều những thông tin bổ ích và hấp dẫn khác sẽ có trong chương trình TV Shopping sắp tới đây. Đừng quên bật TV vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh VTC6 để gặp lại chúng tôi các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.